Sáng nay, Trường sĩ quan Tăng Thiết Giáp tổ chức gặp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy binh chủng Tăng Thiết Giáp. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã nghe lãnh đạo nhà trường đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhân dịp 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm phải trồng người. Trải qua gần 60 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Trường sĩ quan Tăng Thiết Giáp luôn coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đổi mới phương pháp dạy học là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nhà trường trong tình hình mới. Hiện nay, 100% giảng viên của nhà trường có trình độ đại học, có 9 cán bộ giảng viên trình độ tiến sĩ. Năm học 2023-2024, có 15 đồng chí được cấp trên công nhận giảng viên giỏi cấp cơ sở. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của nhà trường luôn nêu cao ý thức tự lực, phát huy trí tuệ, tài năng và tâm huyết trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, hoàn thành tốt sự nghiệp đào tạo cán bộ chỉ huy tham mưu, chỉ huy kỹ thuật Tăng Thiết Giáp của binh chủng và toàn quân, đào tạo lực lượng Tăng Thiết Giáp cho quân đội nhân dân Lào và quân đội Hoàng gia Campuchia. Ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các thầy cô giáo trưởng sĩ quan Tăng Thiết Giáp, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh, Chính ủy binh chủng Tăng Thiết Giáp tin tưởng với bề dày truyền thống và những thành tích đã đạt được trong những năm qua, thời gian tới, nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt, rèn luyện kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo cũng như trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ khác, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Cũng nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, hôm nay các đồng chí lãnh đạo các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên các trường học trên địa bàn tỉnh. Mong muốn các nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra trong năm học 2024-2025.